Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chào quý khán thính giả theo dõi xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai khi Long. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, anh em chúng tôi xin đem đến trong chương trình ngày hôm nay về một cái trả lời cho một khán giả à, có gửi cho chúng tôi một cái lá thư cách đây vào ngày 13 tây tháng 11 và có rất nhiều vấn đề liên quan đến chuyện bầu cử mà chúng tôi nghĩ rằng cái thắc mắc của khán giả này cũng là thắc mắc của nhiều người. Xin bạn kỹ thuật cho xem màn laptop của tôi. Khán giả này ký tên khán giả Tâm Phan. À, chào hai anh, tôi nghĩ việc khiếu kiện là đặt quyền hợp pháp nếu bên khiếu kiện có lý do hoặc có bằng chứng chính đáng à tuần trước hai anh nói từ xưa đến... no, no 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 anh đọc thiếu. À, tôi cũng tôi... xin hai anh nói khi nói về chuyện chuyện gì đó không nên cắt bỏ những đoạn quan trọng. Như tuần trước hai anh nói từ xưa đến giờ các tổng thống thua đều chúc mừng tổng thống tân tổng thống đắc cử kể cả Al Gore năm ở năm 2000. Năm 2000 cựu tổng thống Bush con phải chờ đến khoảng giữa tháng 12 năm 2000 mới được tuyên bố chiến thắng cử chính thức. Còn một điều quan trọng là tổng thống lúc đó là Bill Clinton không chịu chuyển giao quyền lực. Không biết hai anh quên hay là không muốn nói. Cảm ơn hai anh đã đọc email của tôi. Thưa khán giả, chúng tôi chờ đến ngày hôm nay là bởi vì có nhiều chuyện nó trùng lấp và mỗi ngày đều có những cái câu việc, những cái chuyện khác nó quan trọng đến cho nên cái lá thư này chúng tôi cũng để dành cho đến ngày hôm nay trước sau gì chúng tôi cũng đọc thì nói rằng là chúng tôi nhớ cái thư của khán giả tâm Phan và trong cái chuyện này thì thưa quý vị chúng tôi nói chuyện khán giả có nói một số vấn đề nhưng mà cái điểm chính ngày hôm nay chúng tôi muốn nói là cái câu chuyện của năm 2000 là câu chuyện giữa ông elgo và ông George Bush và cái sự chuyển giao quyền lực lúc đó nó như thế nào thì đó là cái chủ đề chính ngày hôm nay dựa trên cái lá thư của khán giả tâm phạt và xin chào anh Đỗ Dũng chào Mai Long, kính chào khán giả SBTN thực sự thì trong cái lá thư khán giả tâm phạt này nói cũng một điều không đúng với chúng tôi bởi vì chúng tôi xin khẳng định là chúng tôi nói đúng à, xin mang cái thật cho coi lại cái lắp cái 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 laptop của tôi cái thư đó để quý vị thấy rồi trước khi tôi đi vào chương trình tôi nghĩ việc khiếu kiện là quyền hợp pháp nếu bên khiếu kiện có lý do bằng chứng chính đáng thì cái này không nói tới là bởi vì cái này nó lại là một cái chuyện khác nữa à, bằng chứng chính đáng hay không là do mình là nhìn nhưng khán giả tâm phan nói tôi cũng xin hai anh khi nói về chuyện đó thì không nên cắt bỏ những đoạn quan trọng thì không biết là khán giả nói là chúng tôi cắt bỏ đoạn nào nhưng câu này thì tôi nghĩ là khán giả nói ý nói là chúng tôi nói sai nhưng chúng tôi nói không sai và tôi sẽ chứng minh ngay bây giờ như tuần trước hai anh nói từ xưa đến giờ các tổng thống thua đều chúc mừng tân tổng thống đắc cử kể cả elgo ở năm 2000 điều đó là đúng lát tôi sẽ cho quý vị coi cái lời phát biểu của elgo đây là lời đúng nha Chúng tôi nói đúng chứ không có sai Có điều là không nói ở thời điểm nào thôi Được chưa? Bây giờ mình 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 đã khán giả là trẻ tới sợi tóc làm tám thì mình cũng trẻ làm tám luôn Cho nó công bằng đúng không? Đây khán giả biết nhé Như tuần trước hai anh nói từ xưa đến giờ các tổng thống thua đều chúc mừng tổng thống đắc cử kể cả go ở năm 2000 Chúng tôi nói điều này đúng chứ có sai đâu là sẽ chứng minh cho khán giả coi nhé lời uh, chúc mừng của ông Elgo như thế nào rồi bây giờ mới nói tới cái chuyện Thứ nhì là cái chuyện chính chúng tôi hôm nay nói là như hồi năm 2000 Ông Bush phải đợi đến giữa tháng 12 mới được tuyên bố thắng cử chính thức Đó, lúc đó ông, ông Bill Clinton không chịu giao chuyển giao kinh hành Chúng tôi biết và ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói Thì mới đây về cái chuyện này Vào ngày 10 tháng 11 Có hai người nặng ký ở trong cái chuyện này Đó là ông Andy Carr Lúc đó là tránh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Bush con vào năm 2000 và ông John Podesta lúc đó cũng là tránh văn phòng của ông Bill Clinton, tổng thống ra đi sau khi hết nhiệm kỳ 8 năm. Và ông John Podesta chắc quý cũng nhớ ông là trưởng ban vận động của bà Clinton vào năm 2016. Thì hai người này đã viết chung một cái bài op-ed ở trên tờ Washington Post và họ giải thích cái chuyện này là như thế nào. Thì họ kể lại cái chuyện mà tranh cãi vào năm 2000 lá phiếu ở tại Florida chắc quý vị cũng biết rồi. Tôi chỉ tóm tắt lại thôi là đầu tiên Uh, nói là ông Bút Thắng ở đó, ông Eo Go uh, gọi điện chúc mừng Sau đó ông Eo Go mới nói là Thắng sát nút, ông mới rút lại cái lời chúc mừng đó Thì cuối cùng là ông Bút Thắng có 537 phiếu phổ thông Thì bên ông Go mới yêu cầu đếm phiếu lại Thì hồi đó đếm phiếu đang đếm nửa chừng thì coi như tối cao pháp viện ra phán quyết là không được đếm nữa Là bởi vì đếm như vậy nó sẽ là vi phạm với quyền bầu cử của người dân Và phán quyết đó là ngày 12 tháng 12 năm 2000 và ngày 13 tháng 12 năm 2000 ông uh, el go công nhận kết quả uh, cái phán quyết đó của tòa và chúc mừng ông uh, uh, ông uh, ông con uh, đại khái uh, có thể là không chúc mừng nhưng mà nói chung ít nhất là người ta nhận người ta nhận là là kết quả đã xong và là như thế và đâu khoảng ngày 15 thì ông Bill Clinton chuyển giao quyền hành thì bên đó lúc đó cái văn phòng mà gọi là GSE của ông Bill Clinton mới bảo là phải chờ cái kết luận của tòa thì mới uh, biết ai thắng ai thua mới chuyển giao quyền hành điều đó không có gì sai giống như ông trump hiện nay làm cũng không có gì sai nếu mà nói về theo luật phải không theo luật nhưng mà quý vị nhớ chuyện này nè là trong cái chuyện mà ở Florida năm 2000 mà theo như ông Andrew, Andy Carr và ông John Bresta viết đó Họ nói nó khác với năm 2020 Là bởi vì năm 2000 không có cuộc khủng hoảng nào to lớn ở tại nước Mỹ Hiện nay năm 2020 là có cuộc khủng hoảng về đại dịch và chúng ta biết đại dịch Covid-19 giờ nó đang hoành hành dữ dội. Có thể ông Trump không tin chuyện đó, nhưng mà ông không tin là cái chuyện của ông. Cho nên ông không chuyển giao quyền hành. Nhưng mà ông không tin tức là ông cũng không tin ông luôn, tức là cái chuyện mà ông vào bệnh viện Walter Reed vào đầu tháng 10 vì Covid-19 là một chuyện xạo luôn. Thì cái này đúng thuyết âm mưu của nhiều người nói rằng là ông Trump giả bộ. Thấy chưa? bởi vì nếu thật đó, thì ông phải thừa nhận là covid 19 có và vì ông không thừa nhận covid 19 có cho nên ông không chuyển giao quyền hành đó là cái lập luận của những nhà quan sát hiện nay bởi vì trong khi dân mỹ đang chết dân mỹ đang bị bệnh mà ông không chuyển giao quyền hành mặc dù đã có cái là kết quả của các tiểu bang họ đã tuyên bố và bây giờ đó hai ông này viết rằng là trong cái cuộc mà bầu cử năm 2000 sau đó quý nhớ không khoảng chưa đầy một năm sau chưa đầy một năm sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã có vụ tấn công ở tòa tháp đôi cũng như bộ quốc phòng của Mỹ và chính ông NDK và ông John Podesta sau này viết mới nói rằng là trong cái bản báo cáo của Ủy ban 911 sau đó mới cho thấy rằng là hồi đó năm 2000 nếu chuyển giao quyền hành sớm có lẽ là tình báo quốc gia Mỹ đã biết được những âm mưu mà của quân khủng bố gốc Ả Rập đâm máy bay vào tòa tháp đôi và cái ngũ giác đài. Đó là kết luận của Ủy ban điều tra 911. Thì bây giờ hai người này mới nói đó. Bởi vậy cho nên bây giờ đó cái chuyện chuyển giao quyền hành nó cực kỳ quan trọng như thế nào. Nếu ngày mai mà có một cái chuyện tấn công vào nước Mỹ sau ngày bầu cử hay là sau ngày chuyển giao quyền hành. Đó là họ lập luận như thế. Hai ông này ông lập luận bảo là cái hồi năm 2000 nó khác. Bây giờ và cái ủy ban điều tra chín một đã cho thấy rằng hai năm hai nghìn khi mà mà trì hoãn cái đó có thể là một sai lầm có thể thôi ủy ban họ cũng không có bằng chứng rõ ràng nhưng mà qua những điều tra họ nói là nếu họ đã biết trước thì có thể đã ngăn chặn được cái vụ tấn công chín một một thấy chưa thì thưa khán giả tâm phan đây là cái chuyện là người ta nói hai cái chuyện nó khác nhau nói về luật thì không ai sai hết đấy, nhưng mà nói về thực tế thì rõ ràng nước mỹ đang bị một cuộc khủng hoảng trầm trọng và cái ngày 7 tháng 11 khi mà ông Joe Biden ông tuyên bố chiến thắng và đã được tất cả cơ quan truyền thông lớn nhỏ họ đều thừa nhận chuyện đó và họ dựa trên kết quả bầu cử của các tiểu bang mặc dù đang đếm phiếu. Và cho đến bây giờ nó vẫn không thay đổi. Vẫn không, không thay đổi. Và nếu nhiều người nói rằng là ô ông chưa được xác nhận tại sao gọi là tổng thống đắc cử là quý vị không hiểu và tôi đã nói nhiều lần và bây giờ hôm nay tôi nhắc lại nữa. Từ trước tới giờ không có cơ quan bầu cử nào của tiểu bang nào Xác nhận và đếm xong phiếu trong ngày bầu cử và đêm bầu cử hết Đúng không? Năm 2016 bà Tân Chúc mừng ông ba ông Trump, ông Trump đâu nói Ê xong đợi đi kiểm phiếu xong đi Có ai nói chuyện đó ra không? Không Đúng không? Còn đủ Dũng nói thôi cho nó chắc chắn Điểm thứ hai ngay đêm 3 tháng 11 tổng thống Donald Trump đã nói là mình thắng cử rồi, đã tuyên bố mình thắng cử thì sao? Bởi vì lúc đó nó chưa có đủ 270, đó là cái điểm quý vị quên mất, nó chưa có 270. Nếu tối hôm đó ông Trump có 270 mà dù sau đó con số đổi, ông Trump tuyên bố chiến thắng vẫn được như thường, bởi vì đó là cái truyền thống của nước Mỹ từ trước tới giờ và nó không thay đổi. Kỳ này nó thay đổi là bởi vì ông Trump ông không thừa nhận cái chuyện đó Ông không thừa nhận cái chuyện đó, chỉ có vậy thôi Thành ra đó là ở đây tôi mở ngoặc ra tí xíu đó để quý vị biết Để trở lại cái vấn đề là gì Cái mà bảo rằng là phải chuyển giao quyền, à không chuyển giao quyền hành mà giống như năm 2000 nghìn có sao đâu đó thì cái đó là e rằng là cái đó không đúng cái đó là không đúng thấy không cái đó không đúng thế nào cả đó thì thưa anh Long đó là cái xin mời anh tiếp tục anh có thể trong cái, gì? cái chuyện này thì thưa quý vị theo những cái uh, gì mà chúng ta biết cho đến bây giờ mặc dù trong thời gian đó thứ nhất quý vị cũng phải chú ý là toàn bộ cuộc bầu cử đều cuộc xin lỗi cuộc bầu cử năm 2000 đều quyết định bởi lá phiếu cử tri đoàn ở tiểu bang Florida và chỉ một tiểu bang đó mà thôi và cái sự đếm phiếu chúng ta thấy nó vô cùng vô cùng sát chỉ có hơn 500 mấy chục phiếu. 537 phiếu đúng không anh? mười vâng. hiểu. Vâng. Cho nên cái câu chuyện nó hoàn toàn khác cái chuyện của ngày hôm nay và đi sâu hơn về những cái chi tiết những gì chúng ta biết về cái chuyện gọi là những cái bước gọi là chuyển giao đó như thế nào. Xin quý vị tiếp tục sử bằng tần SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.